Khoảng 16 giờ 10 phút chiều nay tại khu vực Giảng Võ hướng Giảng Võ đi Láng Hạ đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe tải và xe máy. Nhóm phóng viên bản tin Hà Nội 18 giờ đã có mặt tại hiện trường. Thưa quý vị và các bạn, thì tôi đang đứng tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn va chạm giữa xe tải với cả xe máy. Với chiếc xe tải mang biển kiểm soát là TM2970 ở đoạn đường mà cấm rẽ trái thì chiếc xe ô tô này đã rẽ trái và gây tai nạn. Và người bị tai nạn đã được đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn xảy ra tại làn đường BRT đã khiến cho người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29D175165 bị cuốn vào gầm xe tải. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, cảnh sát 113, thanh tra giao thông đã có mặt tại hiện trường để phân luồng và hướng dẫn người tham gia giao thông. Theo người dân phản ánh, nút giao thông này cũng là nơi đã xảy ra nhiều vụ tai nạn khác. Người điều khiển cũng nên chú ý quan sát khi tham gia giao thông để tránh những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra.